cấp nguồn điện cho bộ lưới xe Jedi 1HB. Motor là 1.5 kW và chiếc máy Hàn Oshima Mod 200. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và test chiếc máy phát điện Huspanda H6600E này của chúng ta. Với chiếc máy phát điện này thì tôi sẽ dùng để cấp điện cho bộ rửa xe Jedi 1HB. Động cơ có công suất là 1,5 kW và chiếc máy Hàn Mod 200. Trước tiên thì các bạn cần châm nhiên liệu và châm nhớt đầy đủ vào trong máy. Tiếp đến thì các bạn lắp dây nguồn vào trong phích cắm. Sau đó gắn vào đầu giắc của 220V. Sau khi các bạn gắn chắc chắn rồi thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn khởi động chiếc máy này. Máy phát điện Huspanda H6600E thì có hai cách khởi động. Thứ nhất là bằng giật tay và thứ hai là bằng điện. Sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi động bằng giật tay. Về khởi động bằng giật tay thì các bạn bật chìa khóa về vị trí on, đóng e gió, giật dây giật cho máy nổ và mở e gió lên. Để làm cho các bạn xem. Đó, và như vậy là đây là cách khởi động bằng giật tay. Khi chúng ta tắt thì ta chỉ cần bật chìa khóa về vị trí on. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn khởi động bằng đề. Bằng đề thì cũng khởi động tương tự. Các bạn đóng e gió, bật chìa khóa về vị trí start. Sau khi máy nổ thì các bạn mở e gió ra. Đây là vừa rồi là cách khởi động bằng đề. Sau khi các bạn khởi động xong thì đồng hồ hiển thị điện áp sẽ hiển thị lên cho các bạn. Như các bạn đã thấy là trong này là 220V. Tiếp đó thì khi máy đã chạy được ổn định thì các bạn bật CV của nguồn điện 220V lên. Khi bật CV lên thì nguồn điện được cấp ra và trên phích cắm sẽ báo đèn sáng. Thì bây giờ tôi sẽ cấp nguồn điện cho máy rửa xe và máy Hàn này. Tôi sẽ test trực tiếp hai chiếc máy này cho các bạn xem. Đầu tiên thì tôi sẽ cấp nguồn điện cho chiếc máy rửa xe này. Tôi sẽ test chiếc máy Hàn này cùng với bộ lưới xe đang hoạt động. Sau khi chúng ta sử dụng điện xong thì trước khi tắt máy phát điện thì chúng ta sẽ tắt công tắc của nguồn điện 220V xuống và sau đó bật vị trí chìa khóa về vị trí off. Vâng, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy phát điện Huspanda H6600E cùng với đó là cung cấp nguồn điện cho bộ lưới xe dây đai 1HB. Motor là 1.5 kW và chiếc máy Hàn Oshima Mod 200. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.